Rồi được rồi, chiều trời chiều rất là đẹp. Bao quay phim. Trời đất ơi. Đúng kìa, đúng kìa. Tại sao ngồi lên? Tại sao không lấy cái chỗ này có nhiều ngựa? Con có ngựa đây rồi, con đâu có chỗ nào có nhiều ngựa nữa đâu. Mình đi, mình chú ý mình lên đây là mình ngắm cảnh á. Mình khó có lên được tới đỉnh cao nhất của núi lắm, thấy không? Cái này là đỉnh cao nhất của núi đó.